Thưa quý vị, từ năm 2021 đến nay, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh luôn là đơn vị đi đầu của Bộ Công an trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào mọi mặt công tác, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Góp phần vào thành công chung này phải kể đến các sáng kiến công trình do đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham mưu và trực tiếp xây dựng. Một trong những công trình thanh niên nổi bật của Cục Quản lý xuất nhập cảnh thời gian qua, đó là ứng dụng xuất nhập cảnh Việt Nam, cẩm năng hợp tác quốc tế và công trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo để khảo sát tự động mức độ hài lòng của hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, sử dụng trên các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng, góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tôi cho rằng trong thời buổi mà khoa học phát triển như này, thì từng cán bộ chiến sĩ để mà có thể công tác tốt thì đều có trình độ công nghệ thông tin nhất định để có thể phục vụ công tác. Thời gian qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đặc biệt tập trung vào phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị. Nhiều công trình phần việc thanh niên đã được đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận mới, trong đó có nhiệm vụ chính là xung kích chuyển đổi số, cải cách hành chính. Ngay từ khi nhận văn bản, bây giờ chúng tôi đã tham mưu là cái việc xử lý văn bản ấy thì được trên hệ thống điện tử, việc xử lý văn bản thông tin tài liệu được xử lý rất là nhanh chóng, phục vụ tốt cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo cục. Từ đó khi mà văn bản về thì chúng tôi xử lý một cách rất là linh hoạt, nhanh chóng, và khi mà chuyển đến các đơn vị để phục vụ cái việc tổ chức triển khai của các đơn vị được đảm bảo. Đảng ủy và lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh luôn luôn ghi nhận những cái thành tích của các đồng chí thanh niên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, và thực sự là các đồng chí cũng đã đóng góp công sức hết sức to lớn trong cái công tác chuyển đổi số, công tác trọng tâm của toàn lực lượng xuất nhập cảnh. Và những cái thành tích của các đồng chí đúng là những cái thành tích đáng được ghi nhận và biểu dương trong toàn lực lượng để các gương mặt các đồng chí thanh niên khác noi theo. Những nỗ lực của đoàn viên thanh niên lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong công tác cải cách hành chính đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự hài lòng, thuận tiện cho người dân và cơ quan doanh nghiệp, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thưa quý vị, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên luôn được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp quan tâm, đồng thời có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ. Nhờ đó mỗi năm có hàng trăm mô hình khởi nghiệp mới, mang lại thu nhập cao, tạo việc làm và giúp ổn định cuộc sống cho nhiều thanh niên. Từ phong trào này, tỉnh Đồng Tháp được xem là một trong các địa phương có khu vực có hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả. Với mong muốn góp phần phát triển nông nghiệp của Đồng Tháp theo hướng công nghệ cao, hai chị em, chị Quỳnh Thị Thanh Nhàn và Quỳnh Thị Thị Nhớ chọn hướng khởi nghiệp với ngành hàng nấm. Đi lên từ cơ sở gia đình, giờ đây đã thành lập công ty, có hai nhà nấm công nghệ cao cùng nhiều dòng sản phẩm nấm tươi, nấm khô, nấm công nghiệp các loại. Hiện công ty giải quyết hàng chục lao động. Và nhờ thành tích vượt trội, mô hình khởi nghiệp nấm Quỳnh Gia đã đạt giải nhất cuộc thi Phụ nữ vượt khó khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2023. Cảm thấy rất là vui khi mà mình đã được các thanh niên phụ nữ hỗ trợ nhiệt tình cho mình, từ đó cũng làm tiền đề để cho mình cái động lực để mình phát triển hơn nữa bản thân của mình nói riêng và cái công ty của mình nói chung. Qua các cái nội dung hỗ trợ và đồng hành với khởi nghiệp thì nó rất là tác động với tâm lý của các bạn thanh niên, thì nó tạo ra một cái môi trường để cho các bạn là có được cái cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với những chuyên gia khởi nghiệp, rồi hình thành trong lòng của mình được những cái ý tưởng, những chia sẻ cái mong muốn được khởi nghiệp. Phát huy tiềm năng bản địa cây sen quê nhà cùng sứ mệnh nâng tầm giá trị, lan tỏa thông điệp gìn giữ văn hóa quốc gia Việt Nam, nhiều thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã có những thành công đáng kể với mô hình khởi nghiệp từ cây sen. Điển hình như thanh niên Ngô Chí Công ở huyện Cao Lãnh. Hiện doanh nghiệp của anh có hơn 20 sản phẩm sen nổi bật, gồm nón lá, túi xách, sổ ghi chép, quạt cầm tay, vân vân, cùng các thị trường tiềm năng như Pháp, Nhật, Thái Lan. Ngay từ ban đầu chúng tôi đã xác định sẽ xuất khẩu các cái sản phẩm này, thành ra chất lượng sản xuất ngay từ đầu đã được cam kết. Song song đó thì giá trị gia tăng đối với dòng sản phẩm này gấp 3 đến 4 lần. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 420 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 5.000 doanh nghiệp, trong đó có 230 doanh nhân là thành viên của Hội Doanh nhân trẻ, tỉnh Đồng Tháp.
Thưa quý vị, tối ngày 8 tháng 5 tại hai tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế đã diễn ra cầu truyền hình Làng Sen Nuôi Chí Lớn. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ hai điểm cầu là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, được tiếp sóng bởi 43 đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Với sân khấu thực cảnh bình dị cũng như thông qua những thước phim tư liệu quý giá, những ca khúc nổi tiếng mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh và ca Huế viết về Bác, cùng sự phân tích của các nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh được lồng ghép với nhau tạo nên mạch câu chuyện cảm xúc có chiều sâu về hành trình ấu thơ và thời niên thiếu của người. Chương trình giúp người xem cảm nhận rõ nét, chân thực hơn về những mảnh đất gắn bó với Bác, cũng như sự hình thành nên bậc vĩ nhân, danh nhân văn hóa thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Ngày 8 tháng 5, tại Di tích Quốc gia đặc biệt An Phụ ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm kỷ niệm 773 năm ngày mất An Sinh Vương Trần Liễu, ngày năm 1251 năm 2024. Trần Liễu sinh năm Kiến Gia thứ nhất 1211, mất tháng 4 năm Nguyên Phong thứ nhất 1251, thọ 41 tuổi. Trần Liễu là anh ruột của vua Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh, là thân phụ của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 1228-1300, người ba lần kháng chiến đánh tan quân Nguyên Mông năm 1258-1285 và 1288, giữ vững được nền độc lập dân tộc, vẹn toàn được non sông đất nước. Năm 1237, triều đình cắt đất ở các xã An Phụ, An Dưỡng, An Sinh, An Hưng, An Bang cho Hoài Văn Hầu Trần Liễu làm thái ấp và phong làm An Sinh Vương ở đất ấy. An Sinh Vương Trần Liễu thay vua trấn phủ vùng Đông Bắc, xây dựng vùng đất ven biển trở nên giàu mạnh về kinh tế, quốc phòng. Sau khi ông mất, được lập đền thờ trên núi An Phụ, kỷ niệm ngày mất của ông mùng 1 tháng 4 âm lịch trở thành ngày hội truyền thống của đền cao.